gì gì. Ui rồi ui. Ôi, sáng sớm rồi các cụ ơi, nắng đẹp gió to. Khai trương em Komodo. Mong năm nay được nhiều hàng cho anh em xem nhé. Tiến hành công đoạn lên thầu thôi anh em ơi. Đây dân hàng hải đi chèo thuyền đây. Bình phao làm vãng này, vãng này tì phát đẹp này. Cần là em cứ nhấp 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 lôi 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 lôi. Gió thổi mây bay cá đâu rồi. Thả lăng đồ phí. Ôi giời, lên luôn. Hai con á? Hai con song sinh luôn. Hai con song sinh luôn. Nhưng mà bé quá. Lên hàng đôi. Anh em nhìn được tứ đóng quả tim chưa? Này biết là gỡ làm sao? Chưa nào quả quá nào đôi con này. Hôm nay em tuyển thêm một trợ lý quay phim quá. Giờ nó quay phim này. Việc cá cứ để anh lo. Cái mà dừa nhà bác ấy vứt đầy sân nhỉ, nhỉ? Cái mà uống được. Uống. Chưa được uống. Mấy tháng rồi? 6 tháng nữa. Ừ, bắt đầu sáng thứ 6 rồi đi. Nước nó trôi. Ừ. Cá đang cắn. Chính xác là con đấy là quýt rồi đấy. Nắng quá. Quẳng thôi, con này quẳng. Ấy. Quẳng con gì đấy? Cá chép vàng. Chết vàng, chết vàng. Ủa nó lôi, nó lôi, nó lôi. Anh chết. Nó lôi. Ủa này to phết đấy. Anh nó lôi. Em đi cứu, cứu. Quen mình vào khi mượn cái vợt cơ. Nhớ, vào chắc là bác người ta có. Là người vợt. Xếp đỏ à. To phết đấy, hết thả ông táo ấy. Ông táo này gặp nạn rồi. Gặp nạn rồi ông táo ơi. To phết nhỉ. Đây này có không?
để em lấy nếp vợt nó vợt nhỉ. Xem nào, xem ông táo không có cây. Đây là ổ táo của chúng ta. Nó này về vợ nuôi. Nuôi sao cái giống này, cái này nó bể to. Cho chú xạo. Nhà nó bể đâu. Vợt nhỏ lắm. Vợt nhỏ. Ao này giờ nó không có cán à? Đây đây lấy lấy. Cúi vợt. Ôi giời, lên luôn. Cái vàng rất là to, to nhất trước. To luôn đấy. Nó còn to nữa không anh? Nãy còn to đến chục, cả chục cân. Đẹp nhỉ. Kéo đi lấy từng cá xuống. Ừ. Đây, 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 chị để đây đây. Ôi. Ấy. Có râu rồi nhá. Chẹp cục có râu. Con này cũng phải được. Ui, nó lại khéo, nó lại vỡ mật nhá. Đây này có được 4 năm nặng này. Con đầu tiên anh em ơi. Vậy, đống vẩy cũ rồi. Vẩy cũ vẫn còn. Cắm vào đấy. Ok. Để bóp mồi. Mồi này thì chỉ có khoảng nó mưa nhẹ rơi. Nào một con chất vàng nào. Lần này nó gắn rồi. Còn là chắc đô phi rồi. Nhún nha. Đô phi. Ấy. Gì. Này có vợt em ơi. Sao nó kéo đi vậy? Em vợt cho. Quá. Cháu mạnh vào. À, một chi to rồi này. Phi à? Mà vợt thì nó ngắn tủi tôn nên là cháu ra đây vợt. Nó lui kinh nhỉ, nó khỏe nhỉ. Vẫn trong vòng kiểm soát. Rồi, lại ra cực máy là cướp nó chích tít. Con này cân, này là cân nữa. Kéo lên. Kéo lên. Kéo dây. Lên. Ấy giờ anh em, con này phải cân nhỉ, có sức cân. Đấy mình nay cơ. Áp ba. Không dễ nữa. Lấy tứ đóng quả ăn. Rồi, xóa bàn tay anh em ơi. Đã mạnh. Okay. Ngon đấy.